Ngày 5 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Thị Thu Hoài, sinh năm 1988, trú xã Bê Ha Lê, huyện Tây Giang, và Lưu Phúc Chiến, sinh năm 1990, trú xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi mua bán các loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Trước đó, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10, Công an huyện đã đột xuất kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang bà Võ Thị Thu Hoài và ông Lưu Phúc Chiến đang mua bán trái phép động vật hoang dã tại nhà bà Hoài, thuộc thôn A Dứt, xã Bê Ha Lê. Tang vật bị tạm giữ gồm một cá thể rùa còn sống, nặng 0,2 kg, nghi là loài rùa hộp tráng vàng miền Trung. Một cá thể rùa còn sống, nặng 0,75 kg, nghi là loài rùa sa nhân. Hai cá thể chồn còn sống, nặng 1,8 kg, nghi là loài chồn hương.